Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Ô-sê, chương 1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, về đời Ô-sia, Yô-tham, A-cha, Ê-sê-chia là các vua của Giu-đa, và về đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Israel. Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ô-sê, Đức Giê-hô-va bảo người rằng: "Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm và con cái ngoại tình, vì đất này chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đức Giê-hô-va." Vậy Ô-sê đi cưới Gô-mê, con gái của Đíp-la-im. Nàng chịu thai và sinh cho người một trai. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: "Hãy đặt tên nó là Gít-rê-ên, vì còn ít lâu nữa, ta sẽ báo thù cho huyết của Gít-rê-ên nơi nhà Giê-hu và sẽ dứt nước của nhà Israel. Trong ngày đó, ta sẽ bẻ cung của Israel trong trũng Gít-rê-ên." Nàng lại chịu thai và sinh một gái, thì Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-sê rằng: "Hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma, vì ta sẽ không thương xót nhà Israel nữa và quyết không tha thứ nó nữa. Nhưng ta sẽ thương xót nhà Giu-đa, sẽ giải cứu chúng nó bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó. Và ta sẽ không cứu chúng nó bởi cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người cưỡi ngựa." Sau khi Lô-ru-ha-ma thôi bú, nàng chịu thai và sinh một trai. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Hãy đặt tên nó là Lô-am-mi, vì các ngươi chẳng phải là dân ta nữa, và ta sẽ không làm Đức Chúa Trời các ngươi nữa. Dầu vậy, số con cái Israel sẽ giống như cát bờ biển, không thể lường, không thể đếm, và chính nơi mà đã bảo chúng nó rằng: 'Các ngươi chẳng phải là dân ta,' sẽ lại bảo rằng: 'Các ngươi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống.' Con cái Giu-đa và con cái Israel sẽ hiệp nhau lại, sẽ lập cho mình một quan trưởng chung và sẽ trở lên từ đất này, vì ngày của Gít-rê-ên sẽ là ngày lớn." Chương 2. Hãy xưng anh em các ngươi là Am-mi và chị em các ngươi là Ru-ha-ma. Hãy kiện mẹ các ngươi, hãy kiện đi, vì nó chẳng phải là vợ ta, còn ta chẳng phải là chồng nó. Nó hãy cất bỏ sự dâm loạn khỏi trước mặt nó và sự ngoại tình khỏi giữa vú nó đi. Kẻo ta sẽ lột trần nó, để nó như ngày mới sinh ra, và làm cho nó ra như đồng vắng, như đất khô, khiến nó chết khát. Ta sẽ không thương xót con cái nó, vì ấy là con cái của sự gian dâm. Thật vậy, mẹ chúng nó làm sự gian dâm, kẻ mang thai chúng nó đã làm sự ô nhục. Vì nó nói rằng: "Ta sẽ đi theo các tình nhân ta, là kẻ băng bánh, nước, lông chiên, vải, dầu và đồ uống cho ta. Vậy nên, này, ta sẽ lấy gai gốc rấp đường ngươi, sẽ xây một bức tường nghịch cùng ngươi, và nó không thể tìm lối mình được nữa. Nó sẽ đuổi theo tình nhân mình mà không kịp, tìm mà không gặp đâu. Đoạn, nó sẽ nói rằng: 'Ta sẽ trở về cùng chồng thứ nhất của ta, vì lúc đó ta sung sướng hơn bây giờ.' Thật, nó chưa từng nhìn biết rằng chính ta là đấng đã ban lúa mì, rượu mới và dầu cho nó, đã thêm nhiều bạc và vàng mà chúng nó dùng cho ba anh. Vậy nên, ta sẽ lấy lại lúa mì ta trong kỳ nó và rượu mới ta trong mùa nó. Ta sẽ cướp lại nhung và vải ta là đồ che sự trần truồng nó. Ấy vậy, ta sẽ tỏ sự xấu xa nó ra trước mặt tình nhân nó, và chẳng ai sẽ cứu nó được khỏi tay ta. Ta sẽ dứt cả sự vui của nó, những ngày lễ, ngày trăng mới, ngày sa bát và hết thảy những ngày lễ trọng thể của nó. Ta sẽ phá những cây nho và cây vả nó. Về các cây ấy, nó nói rằng: 'Này là tiền công của các tình nhân ta cho ta.' Ta sẽ làm cho những cây ấy nên rừng, và các thú đồng sẽ ăn đi. Ta sẽ thâm phạt nó vì những ngày mà nó dâng hương cho các tượng ba anh, trang sức những hoa tai và đồ châu báu. Nó đi theo tình nhân mình,
còn ta thì nó quên đi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cho nên, này, ta sẽ dẫn dụ nó, dẫn nó vào đồng vắng và lấy lời ngọt ngào nói cùng nó. Ta lại sẽ ban vườn nho cho nó từ nơi đó, và trũng A-cô sẽ trở nên cửa trông cậy. Nó sẽ trả lời tại đó như trong ngày trẻ tuổi nó, và như trong ngày nó ra khỏi đất Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va phán rằng, trong ngày đó, ngươi sẽ gọi ta là chồng tôi, và sẽ không gọi ta là chủ tôi nữa. Vì ta sẽ cất tên của các tượng ba anh khỏi miệng nó, và không ai nói đến tên chúng nó nữa. Trong ngày đó, ta sẽ vì chúng nó lập ước cùng những thú đồng, những chim trời và côn trùng trên đất. Ta sẽ bẻ gãy và làm cho biến mất khỏi đất này những cung, những gươm và giặc giả, và sẽ khiến dân sự được nằm yên ổn. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chính trực, nhân từ và thương xót. Phải, ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự thành tín, và ngươi sẽ biết Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó, ta sẽ trả lời cho các tầng trời sẽ trả lời cho đất, đất sẽ trả lời cho lúa mì, cho rượu mới, cho dầu, và ba thứ này sẽ trả lời cho Gít-rê-ên. Đoạn, ta sẽ gieo nó cho ta trong đất, và sẽ làm sự thương xót cho kẻ chưa được thương xót. Ta sẽ nói cùng những kẻ chưa làm dân ta rằng, ngươi là dân ta, và nó sẽ trả lời rằng, Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Chương 3. Đức Giê-hô-va bảo ta rằng, hãy đi, lại yêu một người đàn bà tà dâm đã có bạn yêu mình, theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Israel, dầu chúng nó xây về các thần khác và ưa bánh ngọt bằng trái nho. Vậy, ta đã mua đàn bà ấy bằng 15 miếng bạc và một hô me rưỡi mạch nha. Rồi ta bảo nó rằng, ngươi khá chờ đợi ta lâu ngày, đừng làm sự gian dâm, và chớ làm vợ cho người nam nào, thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy. Vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ephod và không teraphim. Nhưng rồi đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời mình và David vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt. Chương 2. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ, có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại có bốn người khiêng, nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng người bại nằm xuống. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng, sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giê-xu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng, sao các ngươi bàn luận trong lòng thế ấy? Nay bảo kẻ bại rằng, tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi, hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng, chúng tôi chưa hề thấy việc thế ấy. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại trở về phía mé biển, cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi con A-phê đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng, hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đang ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế và kẻ có tội đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài, vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi.
các thầy thông giáo thuộc phe Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng: Người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao? Đức Chúa Giê-xu nghe vậy bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh. Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Vả, môn đồ của Giăng và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Bởi cớ nào môn đồ của Giăng và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng ấy. Xong, tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ. Nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ mà đằng rách thành xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua đồng lúa mì. Đang đi đường, môn đồ Ngài bứt bông lúa mì. Các người Pha-ri-si bèn nói cùng Ngài rằng: Coi kìa, sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Ngài đáp rằng: Các ngươi chưa đọc đến sự vua David làm trong khi vua cùng những người đi theo bị túng đói hay sao? Thế nào, trong đời Abiathar làm thầy cả thượng phẩm, vua ấy vào đền Đức Chúa Trời, ăn bánh bày ra, lại cũng cho những người đi theo ăn nữa, dầu bánh ấy chỉ những thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Đoạn, Ngài lại phán: Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Chương 3. Lần khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội. Ở đó có một người nam teo bằng tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát chăng đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng: Hãy dậy đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng: Trong ngày Sa-bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. Bây giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi, rồi phán cùng người nam rằng: Hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Các người Pha-ri-si đi ra tức thì bàn luận với phe Hê-rốt nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển. Có đoàn dân đông lắm từ xứ Ga-li-lê đến theo Ngài. Từ xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem, xứ I-đu-mê, xứ bên kia sông Giô-đanh, miền xung quanh thành Thi-rơ và thành Si-đôn cũng vậy. Dân đông lắm, nghe nói mọi việc Ngài làm thì đều đến cùng Ngài. Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bệnh, nên nỗi ai nấy có bệnh chi cũng đều áp đến gần để rờ Ngài. Khi tà ma thấy Ngài bèn sấp mình xuống nơi chân Ngài mà kêu lên rằng: Thầy là con Đức Chúa Trời. Song Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ cho ai biết mình. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lên trên núi đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Này là 12 sứ đồ Ngài đã lập: Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Gia-cơ con Cê-bê-đê và Giăng em Gia-cơ, Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét, Anh-rê, Philip, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Simon người Ca-na-an và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Chính tên này đã phản Ngài. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào trong một cái nhà. Đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài,
vì người ta nói ngài đã mất trí khôn. Có các thầy thông giáo ở thành Jerusalem xuống nói rằng người bị quỷ Beelzebul ám và nhờ phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Song Đức Chúa Giêsu kêu họ đến dùng lời thí dụ mà phán rằng: sao quỷ Satan đuổi được quỷ Satan? Nếu một nước tự chia nhau thì nước ấy không thể còn được. Lại nếu một nhà tự chia nhau thì nhà ấy không thể còn được. Vậy nếu quỷ Satan tự dấy lên nghịch cùng mình, tức nó bị chia xé ra, không thể còn được. Song nó đã gần đến cùng rồi. Chẳng ai có thể vào nhà một người mạnh sức cướp lấy của người mà trước hết không trói người lại. Phải trói người lại rồi mới cướp nhà người được. Quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi tội lỗi sẽ tha cho con cái loài người, và hết thảy những lời phạm thượng họ sẽ nói ra cũng vậy. Nhưng ai sẽ nói phạm đến Đức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. Ngài phán như vậy vì họ nói rằng người bị tà ma ám. Mẹ và anh em ngài đến đứng ngoài sai kêu ngài. Đoàn dân vẫn ngồi chung quanh ngài. Có kẻ thưa rằng: này, mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đương tìm thầy. Song ngài phán cùng họ rằng: ai là mẹ ta? Ai là anh em ta? Ngài lại đưa mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng: kìa là mẹ ta và anh em ta. Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em và mẹ ta vậy. Chương 4. Đức Chúa Giêsu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh ngài. Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy ngài phán rằng: hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rộng lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả, lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng: ai có tai mà nghe, hãy nghe. Khi Đức Chúa Giêsu ở một mình, những kẻ xung quanh ngài cùng 12 sứ đồ hỏi ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng: sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng. Đoạn ngài phán rằng: các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán cùng họ rằng: có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ngài lại phán rằng: hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có
sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Ngài lại phán rằng, nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất, người ngủ hay dậy đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào. Vì đất tự sinh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến. Ngài lại phán rằng, chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi? Hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? Nước ấy giống như một hột cải, khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ, nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đương ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Thi Thiên 108. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi cầm sắt hãy tỉnh thức, chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân, hát ngợi khen Ngài trong các nước, vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các tầng trời, sự chân thật Chúa đến tận các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời, nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Xin hãy lấy tay hữu Chúa mà cứu rỗi và hãy đáp lời chúng tôi, hầu cho kẻ yêu dấu của Chúa được giải thoát. Đức Chúa Trời đã phán trong sự thánh Ngài rằng, ta sẽ hớn hở, ta sẽ chia Si-chem và đo trũng Su-cốt. Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng vậy. Ép-ra-im là đồn lũy của đầu ta, Giu-đa là cây phủ việt ta. Mô-áp là cái chậu nơi ta tắm rửa. Ta sáng dép ta trên Ê-đôm, ta cất tiếng reo mừng về đất Philippines. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bền? Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm? Hỡi Đức Chúa Trời, há chẳng phải Chúa là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với đạo binh chúng tôi nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự giúp đỡ của loài người là hư không. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng tôi sẽ làm những việc cả thể, vì chính Ngài sẽ giày đạp các cừu địch chúng tôi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn,
hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.